Thoa đang ở văn phòng nha sĩ. Thoa sợ nhất là đi nha sĩ. Tại nha sĩ không biết Thoa gặp nhiều cái khó khăn lắm, cho nên Thoa rất là sợ nha sĩ. Nhưng mà hôm nay Thoa đi gặp nha sĩ Thoa không có sợ nữa. Là tại vì sao không? Tại vì hôm nay Thoa được ba cái răng mới. Răng Thoa hư á, cái làm cái bọc bọc lên mấy chục năm rồi. Hôm nay Thoa mới đi sửa răng của Thoa mà, vừa khỏe bệnh cái là đi làm răng lại. Răng Thoa đẹp không? Hả? Hả? Thoa làm ở Beautiful Smile Dentist ở Newport Beach. Thoa mới sửa ba cái thôi. Tương lai Thoa sẽ sửa hết răng lại cho nó đẹp. Đó. Đẹp không? Nhìn thấy răng Thoa sửa ba cái đằng sau ở hàm dưới đẹp không? Đó. Đây, hôm nay Thoa mới đi làm răng đẹp cho Thoa. Ok, tại vì răng Thoa hư hết trơn ba cái lận. Đây là Tâm, là người take care răng cho Thoa. Mấy hôm nay Thoa đi lên, đi tới, đi lui. Hôm nay Thoa mới có hàm răng mới nè. Coi bác khác coi nè. Ba cái răng cuối ở bên tay phải của Thoa là răng mới đó. Do Tâm take care cho Thoa đó. No, em chỉ take care về gum thôi. Còn doctor chuyên môn sẽ take care về crown. Ở đây có rất là nhiều doctor chuyên môn. Còn em chỉ chuyên về gum, oral health care. Tại vì Thoa bị gum, gum disease hả? Đúng rồi, chảy máu răng. Thì giờ mình stop nó. Mai mốt Thoa sẽ làm cái review răng của Thoa. Tại sao Thoa bị cái gum disease nha. Nhưng mà cái đó một phút Thoa nói không hết đâu. Thoa sẽ làm một cái clip trong YouTube và Thoa sẽ giải thích cái lý do tại sao hàm răng tôi đẹp như vậy mà tôi bị gum disease nha các bạn. Tại vì mình không thích đi răng đúng cách. Yeah. So, cho nên hôm nay Thoa được Tâm take care răng cho Thoa có hàm răng đẹp lại. Đẹp hôm nay cười được tự nhiên rồi. Gum healthy, healthy chảy máu. Đúng rồi. Healthy chảy máu răng. Đó. Cho nên ai mà muốn làm răng đẹp á, đi tới Beautiful Smile có nhiều nha sĩ đã chuyên môn. Còn em chuyên về oral health care thôi. Thấy chưa, nghe chưa? Ta chỉ thì có nhiều nha sĩ khác. Ta chỉ có biết là vô làm đẹp thôi. Dạ đúng rồi. Nếu là sao cái răng đẹp mask là được màu, rồi. Crown mask màu đẹp. Yeah. Rồi, thank you các bạn. Bye bye.